Tin đặc biệt, ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư. Xin mạn phép được thay mặt cho Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, chúng con xin chúc mừng Ngài, vị sư phụ khả kính của chúng con, nhân kỷ niệm lễ Đệ Lục Chu Niên, ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư nhằm vào ngày 22 tháng 2 năm 2000. 6 năm trước, trong một buổi lễ long trọng được tổ chức tại khách sạn Hyatt Regency Hotel thuộc thành phố Chicago, dưới sự điều hành của các đại diện các thống đốc của 6 tiểu bang miền Trung Tây Hoa Kỳ, gồm tiểu bang Missouri, Wisconsin, Kansas, Illinois và Minnesota, và ông Trần Hồng Cương, Tổng Thư ký Hiệp hội Thông tin Văn hóa Thế giới, đã chính thức chọn ngày 22 tháng 2 làm ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư để vinh danh Thanh Hải Vô Thượng Sư là nhà lãnh đạo tâm linh và nhân đạo thế giới. Tổng thống Bill Clinton và các cựu tổng thống George Bush và Ronald Reagan cũng đã gửi điện chúc mừng. Một lần nữa, xin chúc mừng Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tin từ Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tin Việt Nam. Sau chuyến cứu trợ nạn lụt miền Trung tháng 11 năm 1999, chúng tôi được thêm tin một cơn bão lụt thứ hai đã càn quét Quảng Ngãi và Phổ Đức tại miền Trung. Các hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ, Giã Na Đại, Úc Châu và Đức, đã từ ái lập tức đóng góp để giúp đỡ những nạn nhân. Một số hội viên cũng đã tình nguyện về Âu Lạc để tận tay phân phối hiện kim, kịp thời vào dịp Tết, có những bao lì xì đỏ, gói ghém đầy tình thương của sư phụ. Trong các quận hạt mà chúng tôi đã đi qua gồm có Quảng Ngãi, Phổ Đức, Phổ Thuận, Phổ An, Phổ Ninh, Phổ Vinh, Phổ Cường, Quảng Trị, Sơn Hạ, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang, Quy Nhơn, Tuy Hòa và nhà thương Đức Phổ. Trong chuyến đi này, nhiều cảnh đau buồn đã hiện ra trước mắt, nhà tan, thôn vắng, những nấm mộ mới xây và những vầng khăn tang ủ rũ. Nhà cửa đã bị lụt cuốn trôi, những người già cả chỉ còn biết phải lặp lại cuộc đời với hai bàn tay trắng. Hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ủy lạo hàng trăm gia đình nạn nhân. Cuộc đời họ đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Khi nhận được quà, đồng bào rất biết ơn và đã thành tâm ngỏ lời cảm tạ. Đồng bào đã cảm động trước sự quan tâm của các sắc dân, bao gồm người Việt tại hải ngoại, trong lúc đồng bào không may gặp thảm nạn trong đời. Chúng con xin cảm tạ sư phụ, ân sủng mà Ngài Thanh Hải đã gia trì phù trợ để chúng con có thể vượt qua các chặng đường chông gai hiểm nghèo và sớm chu toàn được công cuộc cứu trợ một cách mỹ mãn theo thiện ý và từ tâm của Ngài. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về ba tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe. Tin Hoa Kỳ. Cuối tuần qua, để mừng đón Tết âm lịch, một buổi lễ có tên là Diễn hành Rồng Vàng Tết âm lịch Los Angeles được tổ chức tại thành phố Los Angeles, California. Đây là một buổi diễn hành lớn với nhiều tiết mục trình diễn cổ truyền với sự hiện diện của nhiều nhân vật quan trọng và nổi tiếng. Trong buổi lễ, Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng có một gian hàng triển lãm để đem lại sự thuận tiện cho những người thành tâm mưu cầu chân lý, biết thêm về giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư, cũng như đến chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật của Ngài.
quan khách đủ mọi lứa tuổi và từ nhiều quốc gia khác nhau cùng các cơ quan truyền thông đã dừng chân tại gian hàng và hỏi thăm về giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Họ đã chia sẻ cảm nghĩ của họ về các chương trình truyền thanh và truyền hình, thơ nhạc tình yêu và tâm linh, giới thiệu giáo lý, các việc làm từ thiện, nhạc và thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Sau đây là một vài nhận xét của các quan khách mà chúng tôi đã hân hạnh được tiếp nhận. I like the program because it's unusual and it gives me some idea of the cultures in other parts of the world, which I have an interest in. In order to learn and to know what's going on, and sometimes when I see the singing, it makes me stop and think about it. Me gusta porque tienen de diferentes clases de culturas. Mi niño le encanta la programación, a nosotros también nos dan mucha información, aprendemos sobre el programa y sobre todo que no contiene violencia. Es algo para mí de mucha ayuda. 通常是我看这个节目之后，我是最喜欢就是讲这个收心。 Most of the time, I catch the Chinese part. It was educational. Overall, yeah, all the different. I pretty much like the news, like how they forecast news. Do you like Master Ching Hai's spiritual teaching? Yeah, it's really good. I think it really brings you to your culture if you don't know much about your culture. Yeah. Cái chương trình của TV của cái chương trình này, tôi thấy là nhận xét là cũng hay á. Và có cái tinh thần quốc gia đó, và có những cái tinh thần tương trợ những cái đồng bào ở Việt Nam đó, bão lụt vừa qua đó, thì tôi thấy là rất có lý và rất có tình thương trong đó. Tôi nghe và thấy cũng là thích thú lắm. Thơ nhạc thì cũng gợi cảm và có những tình thương đối với dân tộc Việt Nam đó. I think the program is good. I enjoy watching it. I see the entertainment. I like it, you know. I think the bottom line is the way the program is set up. How you set the structure program. I enjoy watching different things. It's very good. And I wish all the kids could watch it. Mời quý vị đến thăm Trung tâm Băng Nhạc Sách Báo Tình Yêu và Tâm Linh, tọa lạc tại một nơi rất thuận tiện, số 9191 Bonsa Avenue, căn 227-228, thành phố Westminster, 92863, gần chợ 99, trong khu Asian Village. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc số điện thoại miễn phí 1-888-826-6443 hoặc 1-888-VÂN-NGHỆ. Thank you.
Từ tháng 5 cho đến tháng 6 năm 1999, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được thỉnh mời thuyết giảng tại 18 quốc gia Âu Châu. Hàng ngàn người thành tâm cầu đạo đã hân hoan chào mừng Ngài đến quốc gia họ và đã tham dự các buổi thuyết giảng hầu lắng nghe thông điệp đầy tình thương và hòa bình của Ngài qua pháp môn Quán Âm. Sau đây là trích đoạn bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư với chủ đề Bản Lai Diện Mục của chúng ta vào ngày 24 tháng 5 năm 1999 tại Budapest, Hung Gia Lợi. Due to God's grace, the spiritual atmosphere, the spiritual blessing has been bestowed upon our planet, and we have become more and more advanced in all kinds of aspects of life, and our life has become more and more comfortable, more and more elevated. According to spiritual experience, we are not only this physical being, but we are a multifold being. We are great, great, greater than we could imagine ourselves to be. The deeper we go into the mysterious universal atmosphere, the more we can find out about ourselves. That we exist in many different levels of consciousness at the same time as we exist here now in this physical planet. All these levels of beings of ourselves exist at the same time. It's just that we do not have the connection with it. We have forgotten how to reconnect ourselves all together. And that's why we only know the knowledge of the physical existence. No wonder we have no knowledge of other planets. No wonder we have no knowledge about heaven. No wonder we do not find peace easy within each other, with each other. No wonder we have to resort to war sometimes. Because we all know that the human capacity is only used about 5 or 10%. Where are the other 80% or 90%? It's going to waste. I'm here to show you to make use of your complete wisdom, the other 90 or 80% that is left dormant. We are also part of the Most High, and when we go to the highest level, of course, we see the essence of our true self, which is God, because at that time we do not have the human ego anymore. The ego and God doesn't connect. Ego is the habit of this physical body or the physical brain that we have collected during this existence. Ego is the opposite of God. Ego is what separates us and God. Ego is the one that make us feel competitive with our brothers and sisters. Ego is the one that could even cause war and kill brothers and sisters. In the event that we know God completely, the ego will die. The initiation is the beginning of the death of the ego. The purpose of the soul coming into this world is to find God. And nothing else will make it happy until it finds God again. But when we are in this physical world, this physical prison of the flesh, we will forget our purpose of life. Because it is such an arrangement of the negative power that will entrap us here with all kind of pleasure, all kind of illusion that make us busy and make us suffer
make us also cling to those ephemeral, temporal pleasure of the flesh and forgot heaven. And that's why no matter how much possession we have, no matter how high our position in the society, we are never truly happy here if we do not have at the same time spiritual nourishment. God doesn't want any of us to suffer. We suffer because we don't know God. That's why it is said that seek you first the kingdom of God, and everything will be added unto you. We have treasure inside, but we forgot to make use of it. That's why we suffer. And the happiness we feel inside after we have found God, we will not want to trade with the whole world. That's why the Bible would dare us that what is the good of a man who gained the whole world and lose his own soul? To lose our soul means that we do not recognize our greatness. We do not know what else we are except this physical body and this physical way of life. Because the Bible says that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you. So you are just God, you are God. This is only the temple. And God is the Supreme Master. You are the Supreme Master. After being enlightened, we know that every being in this planet, including the younger brothers and sisters, animals or plants, so it is impossible for us to hurt any of the part of ourselves. And we will not have to talk about peace. Peace will be automatically restored. We do not have to say, we must love our brothers, our neighbors. We will automatically love our neighbors. Only when we know completely how great we are ourselves can we recognize the greatness in other beings. We are here to show you that. Because talking about God alone doesn't make us see God. To know something, we have to taste it ourselves. After the wisdom has been reclaimed, we become wiser each day. We become more loving each day. And we might automatically want to help whoever comes to us. We will feel the pain of others as our own. And we will want to bring happiness to everyone that we are in contact with. In the same spirit, we have come here to serve you and to share with you the good news. And this is all unconditional. Nhân dịp lễ kỷ niệm đời lục chu niên ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư, chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý khán thính giả một phần chương trình văn nghệ trong buổi lễ tưởng lệ Thanh Hải Vô Thượng Sư qua những việc làm vĩ đại mà Ngài đã cống hiến cho nhân loại, được tổ chức vào ngày 22 tháng 2 năm 1994 tại thành phố Chicago thuộc tiểu bang Illinois. Hàng ngàn người khắp nơi trên thế giới, các giới chức trong chính quyền, các quan khách danh dự và các giới truyền thông báo chí đã quy tụ về để chúc mừng ngày lễ trọng đại này. Kính mời quý vị thưởng thức những màn biểu diễn văn nghệ sau đây. We call the earth, and I hope the life you live each day is really all it's worth. Give it time, give it everything you've got, though you may not have a lot. Just give it time, give it time, give yourself a chance to grow. Once you've made it, you will know. So give it time. Eres para mí un tormento encantador. No podré vivir sin
me niegas el amor. Nanda Yureña, dime que sí, no seas tan ingrata. Quiero entregarte todo mi amor para ser feliz. Australia, Melbourne, native. Someone to break
xin trân trọng giới thiệu bộ video Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương, một đêm đại nhạc hội gây quỹ từ thiện do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào mùa Giáng sinh năm 1996 tại Đại Hí Viện Terrace Theater thuộc thành phố Long Beach, gồm các nghệ sĩ danh tiếng. Qua đây thấy cảnh nhà người răng răng tuyết rủ tan trời điều hiu, trăm năm khép lại một chiều, kẻ con người mất buồn thiếu mong đời. Lửa tình nung cháy cả con tim, ta đây người đấy lặng im thôi cũng đành. Anh hứa đưa tôi từ đông sang hạ, biến đau buồn thành thiên đường trần gian, mang đến cho tôi nỗi đam mê dịu dàng. Mười ngón tay son dựng thiên đường trần gian, nửa cuộc đời tìm hoài trong áo mộng, chân dung nào như ngọc giác vàng thêu, rồi tương tư theo năm dài tháng rộng, thăng hoa người trong gấm lụa tình yêu. Người tình ở phương xa nơi đất trời giáo hòa, từ thuở nào vô thủy để nhớ một mình ta. Bộ video Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương chúng tôi đã phát hành. Mọi chi tiết xin liên lạc về số điện thoại miễn phí 1-888-826-6443 hoặc 1-888-VÂN-NGHỆ, hay có thể đến mua tại Trung tâm Sách Báo Băng Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh. Số điện thoại tại đây là 714-892-3360, 892-3360. Kính mời quý vị đến thăm Trung tâm Băng Nhạc Sách Báo Tình Yêu và Tâm Linh, tọa lạc tại một nơi rất thuận tiện, số 9191 Bonsa Avenue, căn 227-228, thành phố Westminster 92863, gần chợ 99, trong khu Asian Village. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc số điện thoại miễn phí 1-888-826-6443 hoặc 1-888-VÂN-NGHỆ. Từ Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, tin Việt Nam. Ngày nay trên khắp thế giới, người ta biết đến Thanh Hải Vô Thượng Sư không những chỉ là một nhà lãnh đạo tâm linh với pháp môn Quán Âm vi diệu, hầu sớm giải thoát chúng sinh qua cõi tử sinh, mà còn ngưỡng mộ Ngài như một nhà từ thiện đầy lòng nhân ái qua các công cuộc cứu giúp nạn nhân thiên tai trên nhiều quốc gia, cũng như sự hiến tặng những khoản tiền đáng kể đến các tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người già, những kẻ vô gia cư, những trẻ em mồ côi, người tàn tật, những kẻ mắc bệnh, nan y, vân vân. Đặc biệt tại Việt Nam, suốt những năm qua, tấm lòng nhân ái của Thiền sư Thanh Hải qua Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
với những thiện nguyện viên đã nhiều lần giúp đỡ những nạn nhân của các thiên tai bão lụt tại miền Tây và tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là những trận bão lụt dữ dội vừa qua tại các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, vân vân. Ngoài ra, các thiện nguyện viên cũng đã thăm viếng và giúp đỡ các văn nghệ sĩ tại Hà Nội cũng như tại Sài Gòn. Điều đáng nói ở đây là lòng nhân ái độ lượng của Ngài Thanh Hải như dòng suối Cam Lồ, tưới mát mọi nơi, mọi chốn, không phân biệt chủng tộc, quốc gia hay tôn giáo. Các thiện nguyện viên của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã từng đến thăm các trại mồ côi như Nhà Tình Thương, trung tâm hướng dương của các cha và các sơ tại Nha Trang. Họ cũng đã đến thăm các chức sắc của Đạo Cao Đài tại Hội An. Trong cuộc viếng thăm này, các thiện nguyện viên cũng đã ghé vào nơi thờ phượng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đồng thời cũng đã giúp đỡ một chức sắc của Bổn Đạo từng sống chết với Đạo Pháp và nay đang lâm trọng bệnh, cận kề với sự ra đi. Xin quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ông Minh Lưu, một chức sắc Tòa Thánh Cao Đài, phát biểu cảm tưởng như sau. Tôi thường xin có một chút quà đến chia sẻ trước và mong là chú sẽ mang lành định. Tôi nhận tấm lòng của sư cô Thanh Hải, tấm lòng của anh và tấm lòng của cha anh đến với gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Đây là món quà đặc biệt và rất là bất ngờ của cháu của một người bạn từ bên Mỹ mang về đến đây với con. Thì với tấm lòng của chúng con ở nơi đây cũng không biết gì hơn trong sự bất ngờ này. Con kính lời cảm ơn sư cô và tất cả mọi người đồng đạo. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Tấm lòng bao dung đại lượng của Thiền sư Thanh Hải là một liều linh dược đã đem đến sự thanh bình và an lạc trong mọi trái tim và mang lại niềm tin yêu cho một thế giới với nhiều mê sảng và cuồng nộ. Để tình yêu say mòn thành đá cuội, xin úp mặt bùi lùi. Từ tháng 5 cho đến tháng 6 năm 1999, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được thỉnh mời thuyết giảng tại 18 quốc gia Âu Châu. Hàng ngàn người thành tâm cầu đạo đã hân hoan chào mừng ngày đến quốc gia họ và đã tham dự các buổi thuyết giảng hầu lắng nghe thông điệp đầy tình thương và hòa bình của Ngài qua pháp môn Quán Âm. Sau đây là trích đoạn bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư với chủ đề "Cùng chung sức ta có thể chọn tiền đồ tươi sáng" vào ngày 11 tháng 5 năm 1999 tại Warsaw, Ba Lan. I don't want to predict any fixed future because I want us to make our own future more positive, more bright, more happy. We make it ourselves. Now I'm just taking the opportunity to do my duty that God assigned to me, that is explaining to you some of the mysteries of our human kingdom of God within ourselves. In the Bible, Jesus said to us that in my father's house there are many mansions. I have discovered what Jesus taught us to be the complete truth through my own experience. And after having been discovered these things, God has commanded that I should share these with the world. I have discovered through God's grace that
these different mansions or different levels of consciousness or different levels of the universe exist at the same time. And therefore, we have the choice to choose one event or another, a lower level of happening of events or a higher level of events that's happening at the same time. That's why the Bible says, lo and behold, the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is within you, and the Holy Spirit dwells within you because you are the temple of God. Jesus also told us that we are all equally children of God. He also said that whatever he does, we can also do. And God has said that he made mankind in God's image. That means we are a part of God. We are similar quality of God. Then why? Why should we suffer so much if we are the children of God? There are two reasons. The first reason is that we have forgotten how to get in touch with that kingdom of God. We have forgotten how to live in that kingdom of God. The second reason is, even if we know how to get in touch with this kingdom of God or contact God, there are still other brothers and sisters who are oblivious of this, forgotten this, and cause sorrow and pain for us and other people. God has revealed to me that in the beginning, when we humankind first came here, we were happy, we were all right, we were not yet lost the contact. But as we continue in this planet, the dirt of the world, the heaviness of this material energy have made us weary, has made us tired, and then we have somehow weakened our contact and then forgotten the contact with our home, our Father. And that's why sometimes God has sent the messenger to remind us, to help us to reconnect again. And sometimes, if we are lucky, we met one of these and catch the lineage of transmission again, and then we reborn anew, we are reawakened, and we know so many things that there is to know. We do not need any explanation or any teacher afterward. That's why the Bible mentioned that heaven is within you. It means that when we quiet down and disconnect ourselves with this material world for a while, then we can find something else exists within us without connection with our God self again. We never, never, never find peace, no matter in what position you are in, no matter how much money you have, no matter how much possession in your hands, you never feel rest. Because our being has two parts now, physical and spiritual. And at the moment, we live only a physical life, so we miss the most important half that is spiritual. That's why we are restless, because we feel we are not complete, we only half, that's why. After the transmission, you will feel more peaceful, until complete peace will come to you. That I can promise, because I have it myself. Because there is a great contentment, there's a great peace, great blessing, after we are reconnected with our Father. At that time, we have money, but we're not attached to money. We have everything that God gives us for comfort, but we could even throw them away if necessary. But God would not want us to do that. God wants us to enjoy this life materially as well as heavenly life at the same time. We have both worlds in our hands. When I begin to seek God and when I begin to know Him, I renounce everything because I don't feel I need anything anymore except our Father. But God said to me, no, you have to change. You have to show the world
that I give you everything. You have to set an example of glory in heaven as well as on earth. So that the people who see you will see me, that I am a generous father, that I am the father, I take care of all my children, everything that we have. We must live a life of glory, a life of wisdom, a life of happiness, a life of intelligence, a life of positive power. We must, because we are the children of God, and we can do that. And it will cost us nothing now, later, between, and after. Never cost you anything at all. Why? Because the kingdom of God is yours. This planet will be like heaven in the year 3000. There will be no more bloodshed, no more war, no more misunderstanding between brothers and sisters, no more killing of any being. We are getting there. I don't know about your country, but in America, every year now, there are tens of thousands of people become vegetarian due of love and many other reasons. And I could even come to you today, sit here, talk openly, safely, which wouldn't have been possible years ago. I feel every day that God's grace is keep pouring more and more. People realize more and more of this God's grace, and I'm just so excited and so happy. I don't know how to explain to you. God knows everything. God hears everything. God can change everything for us. But we must know what He tells us to do in order to improve our life spiritually and materially. And then we will truly know that we came from God, that we are His children, because we have our own experience. Then we will know that God's grace, God is always with us. He never left us now or beyond this world or ever, ever. You are invited to leave behind the suffering life, the less knowledgeable life, the powerless life, to step into the grace of God, the kingdom of God, and live the life of the children of the Most High. Trong những tuần qua, quý khán thính giả đã có dịp thưởng thức phần trình chiếu chương trình đêm nhạc hội gây quỹ từ thiện Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc, với sự góp mặt đặc biệt của các nhạc sĩ từng thắng giải Oscar và Emmy, cũng như những nghệ sĩ xuất sắc nhất Hollywood đã trình bày những dòng thơ nét nhạc tuyệt vời của Thanh Hải Vô Thượng Sư lần đầu tiên trên thế giới. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý khán thính giả thưởng thức tấu khúc Người Đi Tìm Hòa Bình, được nhạc sĩ Fred Collin, người đã từng được các giải thưởng cao quý Oscar và Emmy, phổ nhạc từ những dòng thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua sự trình diễn của các ca sĩ tài hoa Mel Kubik, Nicole Campbell, Stevie Mercer, các diễn viên gồm mục sư lão thành Jerome Smith, Laurie Johnson, Clarinda Ross cùng ban hợp ca thiếu nhi danh tiếng Pasadena và phần hòa tấu của dàn nhạc giao hưởng lừng danh trên thế giới. Oh Lord, I love you and ask not for myself, but for the sake of all beings in the world under your will, may each one find his peace. Very, very tired.
not rise. I prayed in vain for the future to arrive. Like in a coma, I lay in the long darkness, praying for tomorrow to quickly come by. Celestial granaries to scatter grains over the mountains, forests, to feed all the birds. When I see in wintry gust poor creatures on ragged wings looking for leftovers,
I want to bring nourishing food to the wild wandering felines living furtively in the ruined temples, weakened from the burning days and frozen nights. I feel pity for the deer in the Rocky Mountains, wandering all day for a few dry leaves on steep hills as sad as old cemeteries. Where can they find sweet water and grass? God's heart is forever desolate. Saving the world is a difficult mission. I kneel, wishing to believe in God and beg him to repair his creation. When you cast your glance into the sea, O magnificent beloved, all the fish will become dragons, and they'll fly up to the clouds. Blessing rain will then start pouring down, fertilizing the field of human virtues and merits. Xin cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi thưởng thức chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh. Xin kính chúc quý vị và gia đình một cuối tuần an lành và hạnh phúc. Xin trân trọng giới thiệu cuốn video Walk the Way of Love, bước đi tình thương. Đời sống chúng ta thường chia năm xẻ bảy, nhiều lúc chúng ta phải ngỡ ngàng lạc lối trần gian. Nhưng con đường công chính và cao cả nhất là con đường của tình thương và từ ái. Cuộc đời của Thanh Hải Vô Thượng Sư mở ra như một cửa ngõ, ngập tràn ánh sáng của giác ngộ tự thân và kiếm tìm sự giải thoát trong viên dung vô ngại. Hãy đón xem cuốn video Walk the Way of Love, bước đi tình thương để tìm lại chính mình và ngưỡng mộ trước những ban phát ân sủng từ một tấm lòng bác ái vị tha, cùng những nỗ lực không ngừng để thăng hoa những tâm hồn thống hận, những cảnh ngộ lầm than, hầu đắp xây một thế giới đầy an bình vĩnh phúc. Cuốn video Walk the Way of Love, bước đi tình thương, chúng tôi đã phát hành. Mọi chi tiết xin liên lạc về chúng tôi qua số điện thoại miễn phí 1-888-826-6443 hoặc 1-888-VÀNGHẾ, hay có thể đến mua tại trung tâm sách báo băng nhạc tình yêu và tâm linh. Số điện thoại tại đây là 714-892-3360, 892-3360. Chúng tôi xin hân hạnh kính mời quý vị đến thăm trung tâm băng nhạc sách báo tình yêu và tâm linh, tọa lạc tại một nơi rất thuận tiện, số 9191 Bonsa Avenue, căn 227-228, thành phố Westminster 92863, gần chợ 99,
trong khu Asian Village. Mọi chi tiết xin liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-826-6443 hoặc 1-888-VÂN-NGHỆ, hay có thể đến mua tại Trung tâm Sách báo Băng nhạc Tình yêu và Tâm linh. Số điện thoại tại đây là 714-892-3360, 714-892-3360. Xin trân trọng giới thiệu bộ video và cuốn CD Đường và nhạc Tâm linh và Tình yêu, một đêm đại nhạc hội ghi quỹ từ thiện do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào mùa Giáng sinh năm 97 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, gồm các nghệ sĩ Việt Mỹ hùng hậu Phạm Duy, Bạch Yến, Trần Quang Hải, Như Nguyện, Ái Vân, Duy Quang, Thái Hiền, Ý Lan, Delina, Henry Trúc, Tom Mayhew, Tuấn Cường, Kiều Hưng, Nguyễn Đình Nghĩa cùng gia đình, vân vân. Bộ video và cuốn CD Đường và nhạc Tâm linh và Tình yêu chúng tôi đã phát hành. Mọi chi tiết xin liên lạc về số điện thoại miễn phí 1-888-826-6443 hoặc 1-888-VÂN-NGHỆ. Hay có thể đến mua tại Trung tâm Sách báo Băng nhạc Tình yêu và Tâm linh tại số 9191 trên đường Bôn Sa, phòng 227 và 228 ở thành phố Westminster, California 92683, trong khu chợ 99 Asian Village. Số điện thoại tại đây là 714-892-3360, 892-3360.